đọc các mục tiêu giùm chị coi. Dạ chị, là mình bài viêm phổi thì có 4 mục tiêu chính, bao gồm mục tiêu số 1 là trình bày được các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của viêm phổi, số 2 là nhận biết và đánh giá các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi, mục tiêu số 3 là chẩn đoán được viêm phổi và tiên lượng, mục tiêu thứ 4 là thực hành được hướng điều trị, tư vấn theo dõi cho thân nhân bệnh nhi bệnh viêm phổi à. Rồi, thấy tổng cộng 4 mục tiêu này, thấy mục tiêu này là khó nhất và quan trọng nhất. Bùi Em Công, Lam dừng lại đi, Bùi Công Minh. dạ thưa chị, theo em mục tiêu khó nhất là mục tiêu số 3. mục tiêu số 3 đúng không? Rồi, còn rồi bây giờ Công Minh xong giờ tới Huy Phát, cho chị biết coi trong 4 mục tiêu này em thấy mục tiêu nào mà mình cảm thấy mình cần phải nắm vững nhiều nhất và khó. Dạ theo em là mục tiêu 2 và 3. Em nghĩ mục Hai tiêu và 3. ba tức là nhận biết đánh giá các triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán đúng không? Rồi rồi bây giờ các bạn thấy ý kiến các bạn sao trong cái bài viêm phổi này á, ha, có 4 mục tiêu này thì 4 mục tiêu đó mình sẽ mục tiêu nào, những mục tiêu này nó đều có liên quan với nhau hết, nhưng mà học xong thì cần nắm vững ha, nắm vững không phải là chỉ hai ba mục tiêu hai mục tiêu ba mà tất cả mục tiêu đó mình phải nắm được thì mình mới, khi mà mình hỏi bệnh và mình khám lâm sàng, mình mới biện luận được một cái bệnh cảnh của mình khi mình học, mình ứng dụng một bài lý thuyết trên lâm sàng, hiểu chưa? Rồi bây giờ vào cái định nghĩa viêm phổi ha, đó bốn mục tiêu đó là mục tiêu nào cũng phải nắm tương tự như nhau. Giờ em nắm được cái nhận biết đánh giá triệu chứng, em nắm được cái chẩn đoán viêm phổi đúng không, thì cũng quan trọng, nhưng mà em không hạt nắm được yếu tố nguy cơ nguyên nhân, rồi em không thực hành được điều trị thì làm sao em có thể giải quyết được một cái bệnh nhân của mình được đúng không? Nên bốn mục tiêu này mục tiêu nào cũng quan trọng hết. Vì sao bài giảng phải có mục tiêu là như vậy? Mục tiêu là làm gì để vạch ra trong đầu mình, à mình cần học những cái đó đó và nắm vững những cái đó đó, được chưa? Rồi sang slide tiếp theo, viêm phổi định nghĩa ha mấy bạn. Viêm phổi tức là sao? Viêm phổi, viêm thôi như mô thì do tác nhân rất nhiều đúng không? Nói đến viêm thì rất nhiều tác nhân, viêm có thể do nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng đúng chưa ha, thì có thể những cả những tác nhân nhiễm trùng mình sẽ có virus, siêu vi và ngay cả ký sinh trùng, còn đối với những tác nhân không phải nhiễm trùng thì có thể là các cái phản kích thích phản ứng với tổn hại như phổi, ví dụ một bệnh nhân viêm phổi hít chẳng hạn, hít xăng dầu đúng không, những bệnh nhân trong người điều quản cũng hít chứa những cái dịch đó, nó cũng có thể là tác hại như mô phổi dẫn đến viêm thôi, được chưa? Rồi về cái định nghĩa tiếp theo đó là về cái gọi là định nghĩa viêm phổi kéo dài, được chưa? Thì đây chị đã list ra những cái định nghĩa như vậy để làm gì, khi mấy bạn đi lâm sàng mấy bạn sẽ thấy những cái chẩn đoán, à mấy chị chẩn đoán mình là viêm phổi kéo dài thì mình sẽ hình dung, à vì nó là cái viêm phổi trên lâm sàng viêm quan kéo dài từ 4 tuần trở lên, nó khoảng một tháng á, và hơn, đó là viêm phổi kéo dài. Tại vì trên lâm sàng mấy bạn sẽ khi đi trực hay gì đó mấy bạn sẽ không thể nào mà gặp một cái viêm phổi đơn thuần đâu, nên những cái viêm phổi rất là phức tạp, viêm phổi có bệnh nền, viêm phổi tái phát kéo dài, những cái đó mình hiểu định nghĩa và mình sẽ tiếp cận từ từ nó như thế nào, chứ không phải là chỉ là một cái viêm phổi đơn thuần của mình vô ho điều trị 5 7 đến 10 ngày là về ha. Rồi cái thứ hai đó là về cái viêm phổi tái phát, mấy bạn nghe chị nói rõ không? Linh nghe chị nói Dạ rõ không? rõ Linh chị. rõ ha. Rồi viêm phổi tái phát là tức là bệnh nhân có từ hai đợt viêm phổi trong một năm hoặc ba đợt viêm phổi trong bất kỳ thời gian nào với xoang phổi thôi, ít quan những cái đợt hoàn toàn bình thường thì mình sẽ được kéo có là một cái định nghĩa viêm phổi tái phát ha. Rồi về cái phân loại viêm phổi thì đầu tiên mình thấy là một cái phân loại, mấy bạn nắm mấy cái này mấy bạn sẽ hiểu một bài viêm phổi rất là dễ, mấy bạn sẽ nói ủa chị ơi tại sao mình sẽ chẩn đoán là viêm phổi, hồi lúc nếu mà theo những cái sách vở cũ nó sẽ chia theo giải phẫu đó là viêm phế quản phổi, viêm phổi thời, viêm phổi kẻ, viêm phổi biến chứng tức là có áp xe hay là có viêm mụn màng phổi hoại tử hay không ha, nếu mà em phân chia theo cái kiểu giải phẫu, còn theo mức độ nặng thì đây là cái theo cái mức độ mà thường mình áp dụng trên lâm sàng, đó là mình thường nha mấy bạn, chứ thực ra không có bắt buộc gì hết. Nhưng mà thường trên lâm sàng khi tụi em chẩn đoán một cái lâm sàng á thì em sẽ chẩn đoán mức độ nặng theo WHO ha, đây là cái phân loại viêm phổi mà thường được học,
thường để tụi em áp dụng để khám bệnh trên lâm sàng á, à, viêm phổi hay viêm phổi nặng rất nặng để làm gì? Mục đích thông thường mình cho mình những phân độ để mình nhìn một em bé đó, à đứa này nguy cơ rất nặng nè, có dấu hiệu nguy cơ cấp cứu gì đó, để mình nhận biết ngay từ lúc đầu. Tại vì thông thường viết để cho những cái cả những cái tuyến mà cơ sở này kia người ta nhìn biết những cái dấu hiệu đó, người ta phân loại nặng hay rất nặng gì đó, giống như mấy đứa bạn năm nay mấy bạn sẽ được học MCA là như vậy ha. Còn khi mình giống như là chuyên, còn nếu đối với một cái bệnh nhân chuyên ngành, một bác sĩ chuyên về sâu về hô hấp á, thì ta sẽ chẩn đoán à đứa này viêm phổi rất nặng đi, nhưng mà có biến chứng gì hay chưa ha. Rồi ví dụ biến chứng của nó là áp xe phổi hay phổi gì đó chẳng hạn. Tới đây hiểu không Huy Phát, hiểu không em? Dạ, em hiểu. Hiểu không? Bạn ơi, các bạn nè, thấy chị nói tới đâu chưa hiểu cứ hỏi lại, giơ tay phát biểu hỏi lại nha. Rồi, về cái phân loại tiếp theo đó là về cái bệnh cảnh lâm sàng. Thì mình sẽ thấy, à, nhiều phân loại như mấy bạn nha, rất là nhiều nha. Được chưa? Đó, nếu mà đối với phân loại theo bệnh cảnh lâm sàng thì sao? À, mình có viêm phổi định hình, viêm phổi không định hình. Được chưa? Thì á, mấy bạn có cái bài file file work của chị chưa? File work, cái bài file work của chị mấy bạn có chưa? Dạ, cẩm chưa. Chưa hả? Rồi, cái bài đó năm ngoái chị đã gửi cho chị Mai, cho các bạn năm ngoái thôi. Để trong ngày hôm nay chị sẽ gửi thêm cho mấy bạn cái bài file work ha, để các bạn đọc thêm. Các bạn đọc thêm về cái mấy cái phần mà chị đã không ghi trên cái bài slide này. Được chưa? Bây giờ cho chị hỏi nè, theo các bạn hiểu Dương Thái Bình là ai? Dương Thái Bình, Thái Bình đâu? Các bạn ơi, yeah, nguyên chị. Tắc học online, nếu như chị đọc tên, thứ nhất bây giờ có 102 bạn nè, ghi lại các bạn vắng giùm chị nha Trình. Yeah. Trình ơi, ghi lại các bạn vắng. Nguyên tắc học online, nếu mà chị gọi thêm lần thứ ba mà không có mặt, tức là bạn đó vắng nha. Rồi, viêm phổi điển hình tức là sao Mai? Dạ. Dạ thưa chị, là chị đang hỏi Tuyết Mai phải không chị? Mình có mấy Mai? Dạ, tại có hai bạn Mai. Ừ, Tuyết Mai. Dạ, dạ, theo em là viêm phổi điển hình là do những cái tác nhân vi khuẩn điển hình. Em học ở bên nội là có ba tác nhân, là còn viêm phổi không điển hình là do những cái tác nhân vi khuẩn không điển hình. Rồi, Mai nói đúng rồi ha. Thì trong đó nó sẽ có những cái bệnh cảnh phù hợp. Ví dụ à, mình thấy một cái đứa này sốt cao, vô sốt cao quá trời, chành mũi, chành dịch bằng phổi, hoặc là vô một cái viêm phổi thủy một cục trong vòng 5 ngày, 3 tới 5 ngày đầu tiên khỏi bệnh mà vô rầm rộ như vậy, thì đa phần đó là những cái tác nhân vi khuẩn điển hình, đúng không? Còn những không điển hình tức là sao? Tức là cái bệnh cảnh thứ nhất về cái hình ảnh, tức là cái cấu trúc của con vi khuẩn đó nó sẽ không giống như một cái con bình thường, những vách màng này kia, đúng không? Bình thường vi khuẩn mình là có vách, có màng, có nhân ha. Rồi, còn đối với những con không điển hình thì thứ nhất con vi khuẩn đó, chị đang nói nếu mà theo bệnh cảnh lâm sàng là đang nói về vi khuẩn là triệu chính cho mấy bạn, chứ không nói về virus ở đây nha. Thì những con thường định bệnh vi khuẩn không điển hình nó sẽ gây một cái bệnh cảnh viêm phổi không điển hình. Vì sao? Thứ nhất vì cấu trúc của nó không điển hình, rồi nó lại gây ra một cái bệnh cảnh nó lại khác giống những con không điển hình nữa. Vì nên người ta sẽ phân loại, à người ta nhìn vô bệnh cảnh lâm sàng để người ta nghĩ đến, à con này là con không điển hình, còn con này là con điển hình. Vậy thì Tuấn Kiệt có mặt không? Tuấn Kiệt đâu? Nguyễn Duy Tuấn Kiệt. Dạ có em ạ. Rồi, Tuấn Kiệt trả lời cho chị nghe là các cái tác nhân vi khuẩn không điển hình là những vi khuẩn nào? Dạ, ở bên nội không? Là sao? Dạ em nhớ là ở bên nội em học là có con mycoplasma chlamydia với một con nữa, nhưng mà em quên mất.
Rồi mất rồi hả? Rồi bây giờ bạn nào nhớ Huyền Trâm đâu? Huyền Trâm. Huyền Trâm nhắc cho bạn nghe lại. Rồi em mới nói về cái con Mycolasma là đúng rồi đó. Còn một vài con nữa thôi. Huyền Trâm. Dạ chị ơi em không nhớ. Không nhớ ha, rồi. Dạ. Không nhớ rồi, không nhớ thì học xong bài này về nhà phải đọc lại giùm chị, nhớ chưa? Rồi bạn nào nhớ dạ. Thảo Vi. Thảo Vi có nhớ con không điển hình nào không? Dạ em không nhớ chị ạ. Không nhớ luôn, trời đất ơi. Rồi, không nhớ ha. Để chị dạ chị bạn. Ừ, sao? À, dạ chị em nhớ là con Chlamydia pneumonia. Ừ. Còn Mycolasma rickettsia. Đúng nhớ rồi. Là ba con đó. Đúng rồi ha. Còn một số con nữa nhưng mà ba con đó mình sẽ thường gặp. Rồi, Thái Bình đâu Thái Bình? Chị. Dạ em. À, Thái Bình cho chị con một số vi khuẩn mà gây bệnh cận lâm sàng điển hình con. Viêm phổi điển hình con. Dạ theo em nhớ là Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Klebsiella pneumoniae, em nhớ có ba con đó là chị. Rồi, cũng đúng ha. Thì ngoài ra còn một số con ví dụ như là tụ cầu đó, phế cầu, tụ cầu. Thường nói về viêm phổi người ta sẽ nói về phế cầu là nhiều. Vì sao? Chút xíu mình tới phần dịch tễ mình sẽ thấy nha. Rồi, so, đó là phân loại thì mình có lâm sàng. Đọc để mấy đứa hình dung rằng à, lý do đó người ta mới phân loại như vậy, được chưa? Rồi phân loại tiếp theo đó là theo hoàn cảnh mắc bệnh. Thì là viêm phổi cộng đồng. Thì mấy bạn sẽ đọc sách, mấy cái quyển sách hoặc là mấy bài báo nghiên cứu là sơ như là CAB. Đó là với các cái community acquired pneumonia, được chưa? Hoặc là viêm phổi bệnh viện là HAB. Đó, sẽ đọc các cái thuật ngữ như vậy, nó sẽ định nghĩa. Thì viêm phổi cộng đồng là gì và viêm phổi bệnh viện là gì, ai biết? Định nghĩa sao? Ai biết đâu? Dạ chị, cái viêm phổi bệnh viện đó là viêm phổi sau nhập viện lớn hơn 72 giờ và bệnh nhân nhập viện lớn hơn bằng 2 ngày trong 90 ngày trước. Viêm phổi bệnh viện hả? 7 ngày, 9 ngày là em đọc cái khái niệm đó ở đâu? Em đọc ở trong bài viêm phổi hồi trong module hệ hô hấp đó chị. Vậy hả? À, là theo cái bên nội của em đúng không? Dạ. Ừ. Dạ vậy, nó có bên nhi á, nó sẽ có một cái, chị không biết là cái đó thì lấy tài liệu năm nào, tại vì á, những cái định nghĩa nó sẽ có rất nhiều tài liệu qua gần các năm, mấy bạn hiểu không? Cho nên không phải là đúng hay sai gì hết. Nhưng mà cái định nghĩa mới nhất về viêm phổi bệnh viện á, thì ta nói là viêm phổi xuất hiện từ sau 48 giờ nhập viện. Mà trong giai đoạn đó sẽ không tính giai đoạn ủ bệnh, được chưa? Tức là không phải là trong giai đoạn ủ bệnh của lúc, bệnh lúc nhập viện. Còn đối với viêm phổi bệnh nhân thở máy thì tức là mình biết rồi, nó là tới rồi. Là gì? Là trên những bệnh nhân mà có thở máy sau đó, tức là người ta thở máy vì nguyên nhân nào đó, không phải là viêm phổi, được chưa? Hoặc là ngay cả bị viêm phổi đi mà sau đó thở máy nó làm nặng thêm tình trạng tổn thương nhu mô phổi, được chưa? Thì ta gọi đó là những trường hợp bệnh nhân viêm phổi do thở máy. Và viêm phổi bệnh viện tức là viêm phổi xuất hiện từ sau 48 giờ nhập viện, nhưng mà mình loại ra cái thời gian ủ bệnh trong lúc nhập viện, tức là tính thời gian mình nhập viện đó. Không phải là ví dụ 2 ngày đúng không? Không phải là 2 ngày trong thời gian nhập viện, không phải là ủ bệnh trong thời gian 2 ngày đó đâu. Mà 2 ngày đó à, nó lây từ môi trường trong bệnh viện. Thì đó là cái viêm phổi bệnh viện. Hiểu chưa? Rồi, còn cái định nghĩa bên nội á, tức là mấy bạn đọc, nếu mà mấy bạn thuộc theo cái bài đó thì chị, tức là chị không nói là bên đó đúng hay sai, thì mới định nghĩa mới nhất là như vậy nha. Sau 2 ngày nhập viện mà bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các tổn thương mới trên X quang. Rồi biểu hiện lâm sàng thở nhanh gì đó, được chưa? Thì đó là cái viêm phổi bệnh viện. Rồi về cái dịch tễ thì mấy đứa thấy như sao? Mấy đứa nhìn đây các cái nguyên nhân mà gây nhiễm trùng trên thế giới á, gây nguy cơ mà gọi là chết vì nhiễm trùng luôn á, thì là mấy đứa thấy cái tỷ lệ nào nhiều nhất đây? Qua các năm luôn mấy bạn, này năm cũng mới, không có lâu lắm, mới mấy năm thôi, 6 năm thôi. Nguyên nhân à? Viêm phổi đúng không? Đó, mấy đứa thấy nguy hiểm chưa? Rồi, tiếp theo đó mấy đứa mới thấy là gì? Tiêu chảy. Ha. Thì trong 2015 này người ta thống kê trên toàn thế giới luôn mấy bạn thấy không? Trên toàn thế giới luôn nha. Là viêm, chứ không phải là chỉ các nước mà đang phát triển đâu. Tất cả luôn đấy. Là
viêm phổi phải là nguyên nhân nặng nề nhất. Do đó vì sao cái bài này nó quan trọng lại vậy á nha. Rồi tiếp nè, ở đây mấy bạn có hỏi gì thêm không? Mở slide đi Trình. Tới nguyên nhân này mấy bạn. Nguyên nhân ha. Nguyên nhân thì sao? Thứ nhất, mới đây chị đã nói rồi. Tác nhân nhiễm trùng có thể là virus, vi khuẩn. Được chưa? Rồi. Một số trường hợp hiếm gặp thôi là ký sinh trùng có luôn. Được ha. Nấm chúng ta đều có thể. Được không? Rồi không do vi khuẩn. Và thường tác nhân nấm với lại tác nhân mà ký sinh trùng á, ít gặp. Và nếu mà thường những bệnh nhân nhiễm nấm á, là ở trên những cái trường hợp mà này chị ghi hơi thiếu ha, trên slide chị ghi hơi thiếu nấm á, thì là ở những cái trường hợp bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Tại vì bình thường cơ địa mình trên da tụi em có nấm không, người ta nói những con đó vì là nhiễm trùng cơ hội với mấy bạn ha. Thì thường chính những cơ địa viêm phổi do nấm á, là những cơ địa suy giảm miễn dịch, hoặc là người bệnh nhân này có thể là bị suy giảm miễn dịch mắc phải, hay là bệnh nhân này bị sau hậu sởi nó cũng gây suy giảm miễn dịch này ha, hoặc là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Thì những cơ địa đặc biệt rất là rất dễ nhiễm nấm hoặc là không do vi khuẩn. Và WHO cũng khuyến cáo là như vậy mấy bạn, trên một cái em bé viêm phổi do virus hay vi khuẩn á, mấy bạn rất khó phân biệt, cho nên người ta mặc định luôn nếu khi em đã chẩn đoán viêm phổi thì đồng nghĩa em phải nghĩ trong đầu nên thôi do vi khuẩn ha, đồng nghĩa là như vậy. Tại vì thật ra trên lâm sàng rất là khó phân biệt, cho nên vì sao mấy đứa cứ nói là chị ơi đâu phải viêm tiểu phế quản thì 80% là do RSV rồi, hai năm sau mấy bạn sẽ học cái bài viêm tiểu phế quản. Còn đối với vi khuẩn viêm phổi á, thì tác nhân rất là nhiều, có thể là virus, có thể là vi khuẩn. Nhưng khi em chẩn đoán viêm phổi rồi thì sao, thì theo khi em đã chẩn đoán viêm phổi rồi thì như các khuyến cáo của các cả WHO hay là BTS hay gì đó, người ta đều hướng cho mình tới nguyên nhân, coi như nó là của vi khuẩn luôn, được không? Nên nếu mà em làm bác sĩ mà em ngồi em khám bệnh, hoặc là em ngồi phòng khám, hoặc là bệnh nhân vô với em vì một cái thời gian có lỡ ngực, em nói thôi viêm phổi này cũng do virus mà, rồi em ngồi ngoài phòng khám em khám em thấy một những cái tổn thương như mô phổi mới của cái tác nhân này cũng của virus mà, nhưng thực chất ha em nói vậy cần gì phải cho kháng sinh. Vì sao mà mình cho kháng sinh viêm phổi, khi chẩn đoán viêm phổi là cho kháng sinh đồng loạt hết, đó là các khuyến cáo người ta đã nghiên cứu rồi. Chứ không phải là chỉ tác nhân siêu vi là mình không dùng kháng sinh, không có. Nhưng theo các khuyến cáo đó, do đó vì sao lý do các bác sĩ khi mình đã chẩn đoán viêm phổi thì mặc định em bé đã sử dụng kháng sinh là lý do như vậy. Các bạn hiểu không? Nha. Rồi. Đó là khuyến cáo thống kê và có minh bằng chứng evidence rõ luôn rồi. Rồi. Đây là cái những cái tác nhân mà chị thấy, đây là chị lấy trong cái quyển credit mới nhất, phiên bản mới nhất mà chị thấy rất phù hợp cho các bạn học. Là cái tại vì có rất nhiều sách nên Sun cũng nói về các nguyên nhân, cách nguyên nhân và một số cái phiên bản sách cũng nói về các cái tác nhân viêm phổi, nhưng mà đây là chỉ lấy trong quyển Kidney, tức là cái quyển mà thường dùng cho các bác sĩ lâm sàng chuyên khoa nhi hay dùng, và cái phiên bản mới nhất ha. Đây là các tác nhân theo tuổi, thì mấy đứa sẽ thấy là sơ sinh nè, từ 1 đến 6 tháng nó chia thành 5 mức như vậy. 6 tháng đến 1 tuổi, 1 tuổi tới 5 tuổi và trên 5 tuổi. Trong cái file work thì chị sẽ cho các bạn rất là nhiều cái bảng nguyên nhân ha. Nhưng mà sau này chị soạn lại cái bài này thì chị thấy là cái bảng nguyên nhân này là chị thấy là nó phù hợp nhất. Ví dụ như sơ sinh em sẽ thấy là gì? Liên cầu nhóm B hoặc là răm âm ha. Răm âm là cái gì mấy bạn? Là những con nào? Ví dụ răm âm đối với sơ sinh viêm phổi là những con nào? Linh, Mê Lê, Minh Trí. Alo. Trả lời cho chị có ví dụ răm âm trong... Đấy, chị nghe nè. Đối với những con vi khuẩn răm âm á, đường ruột á, mà gây viêm phổi ở tuổi sơ sinh á, là ví dụ một vài con điển hình thôi. Alo. Ủa, không nghe hả? Trình nghe chị nói không? Chị ơi, em là Minh Trí đấy ạ. Tại hồi nãy đúng rồi. Nó bị lag xíu.
Rồi bây giờ Minh Trí trả lời cho chị nghe là những con vi khuẩn gram âm đường ruột mà gây viêm phổi ở sơ sinh là những con nào? Dạ, thưa chị thì có Enterobacterobacillus. E. coli đúng không? Mình hay gọi chứ mình sẽ gọi là E. coli rồi con nào nữa? Dạ. Rồi, bên ngoài ra mình còn có như là Klebsiella, ha. Đó, mấy con vi khuẩn gram âm đường ruột. À, mà thường nhiều nhất là những con gì? E. coli với Klebsiella là hai con đó thôi. Rồi, từ 1 đến 6 tháng ví dụ như mình có tác nhân virus, ha. Còn cái RSV đó là cái con cũng là tác nhân virus của thời sơ sinh luôn với mấy bạn, nhưng mà hiếm gặp hơn. Thường sơ sinh viêm phổi mấy bạn sẽ gặp đa phần đó là liên cầu hoặc là gram âm, vi khuẩn gram âm đường ruột, ha. Còn đối với 1 6 tháng thì sao mấy bạn sẽ gặp virus này, phế cầu này, hemophilus này, tụ cầu này, mấy con Mosaicella, Catarrhalis hoặc là Mega trachomatis ha. Thì những con đó hoặc là Bordetella pertussis thì cho chị hỏi Bordetella pertussis là gây bệnh cảnh gì? Nếu mà những con này thì gây bệnh cảnh gì mấy bạn? Kiều Anh. Kiều Anh đâu? Bạn Nguyễn Thị Kiều Anh. Bạn Nguyễn Thị Kiều Anh. Rồi Kiều Anh vắng nha mấy bạn. Tuấn Anh trả lời cho chị đã. Tuấn Anh. Dạ em nghe chị. Ừ. Cái con Bordetella pertussis á gây bệnh cảnh gì? Hồi đó đi sinh mấy đứa học cái con này rồi. Em nhớ hình như là ho gà. Đúng rồi, em dạ. Nó đúng câu hay. Đúng rồi, nó là ho gà nha. Yeah. Yeah. Rồi. Nó là ho gà đó mấy bạn. Rồi còn đối với 6 đến 12 tháng mình sẽ gặp là virus, chị sẽ không nói cái hàng virus nữa nha, tại vì lứa tuổi nào cũng thể gặp virus hết. Nhưng mà vi khuẩn nó sẽ đặc thù cho từng lứa tuổi, như là phế cầu, hemophilus hoặc là tụ cầu, hoặc là cái con Mosaicella catarrhalis, nhưng mà con đó ít gặp lắm. Rồi, một cái năm tuổi mình sẽ gặp gì? Mycoplasma gọi là, hoặc là con phế cầu ha, hoặc là con tụ cầu. Được chưa? Còn trên 5 tuổi thì mới sẽ gặp cũng tương tự những con giống như tuổi học đường, được chưa? Là con Mycoplasma, con phế cầu, Streptococcus pneumonia hoặc là gì? Staphylococcus. Lamina pneumonia ha. Chị xin lỗi, cái đó là Lamina pneumonia. Rồi, bây giờ tại sao mình không thấy trong hình này cái con tụ cầu thì thường nó sẽ xuất hiện từ 6 đến 12 tháng nhiều hơn, đúng không? Rồi cái con hemophilus tại sao năm 1 tuổi đến 5 tuổi mình lại không thấy gặp nữa? Dạ ai trả lời cho chị tại sao cái con hemophilus từ 1 tuổi 5 tuổi mình lại ít gặp, không gặp luôn? Dạ em chào chị, em là Lan ạ. Ừ, dạ. Lan nói đi Lan. Theo, dạ theo em là cái con hemophilus influenza sẽ không gặp ở từ 1 đến 5 tuổi, tại vì ở cái lứa tuổi này thì trẻ thường được chích ngừa rồi nên là sẽ ít gặp hơn. Rồi, đúng rồi. Vậy ha. Rồi, vậy thì tại sao mà cái con tụ cầu lại cũng hiếm gặp ở cái tuổi 1 đến 5 tuổi? Sao mấy bạn? Nguyễn Anh Thư. Dạ thưa chị, là em nghĩ là từ 1 đến 5 tuổi thì trẻ đã có kháng thể rồi nên do đó thì nó ít gặp tụ cầu. Tức là dạ, em nói đúng. Là đây đây chị nghe, tức là cái hệ thống miễn dịch nó ổn rồi cho nên ít gặp tụ cầu.
Dạ, em nghĩ vậy. Rồi, vậy còn ai có ý kiến nào khác không ngoài bạn Thư không? Như Lê Duy. Dạ thưa chị, em chưa có câu trả lời câu này. Rồi. Em có một ý mà biết đúng không đó chị. Nói đi. Em nghĩ là dưới 1 tuổi thì những cái bé mà được mẹ nuôi con sữa mẹ thì khi uống sữa thì nó có khả năng bị nhiễm tụ cầu. Do tụ cầu nó sinh sống ở trên bề mặt da, nó có thể là nó bé nó uống và nó sặc vào mũi hay gì đó. Rồi. Còn ai có ý kiến nào khác? Nguyễn Thị Hà. Dạ em nghe chị. Ừ. Em cũng chưa có câu trả lời cho câu này chị. Em là Lê Ngọc Trung đó chị. Ừ, chúng nói Thì nghĩ là bởi vì khi mà sau 1 tuổi thì bé tiếp xúc nhiều, bé tham gia vận động với lại tiếp xúc nhiều ở môi trường bên ngoài nhiều hơn thì bé có miễn đi. dịch. Còn trước đó thì bé được nuôi chăm sóc kỹ và hạn chế tiếp xúc với môi trường nên là cái việc tiếp xúc với con hemophilus đó nó bị giảm đó thì cái tạo kháng thể ít hơn, em nghĩ vậy. Chị đang nói về con tụ cầu mà. Các bạn hiểu không? Chị đang nói tại sao cái lứa tuổi trên nó lại mình ít gặp tụ cầu. Thật ra khi mà nhiễm tụ cầu tức là trên những cơ địa như vậy thì mấy bạn mình sẽ thấy những nhọt da ha, có những dấu chỉ điểm hoặc là như trên những cái cơ địa mà có những cái catheter can thiệp những thủ thuật catheter gì đó, tức là nó thường nó sẽ có những cái đường mà dẫn vô cơ thể mình được không, đó là đặc thù của con tụ cầu là như vậy. Rồi tại và tại vì sao mà người ta nói là người ta thống kê trong cái khi người ta thống kê nhiều nhiều sau nhiều nghiên cứu người ta thống kê như vậy là tụ cầu lại hiếm gặp, ít gặp thôi nhưng mà là không có nha mấy bạn, ở trẻ mà trên 5 tuổi. Là tại vì sao? Dạ chị cho em hỏi xíu đi. Em nghĩ này do bên nó là như kênh năng tượng tức là cái hệ miễn dịch của trẻ nó chuyển các hạt amidani đó nó phát triển nhiều rồi nên là nó block những cái khả năng xâm nhập của vi khuẩn tốt hơn cái giai đoạn trước đó, em nghĩ vậy. Rồi, bây giờ cái câu này để dành lại mình tham khảo tiếp nha, tại vì có nhiều luồng trả lời quá. Bây giờ mình sang phần tiếp theo. Ghi lại dùm chị câu hỏi đó, khi gặp lâm sàng, khi đi lâm sàng sẽ trả lời lại câu này, được chưa? Thì đây là các bạn nguyên nhân đó. Chúng ta thấy là nó phân bố đều hết của các cái lứa tuổi từ sơ sinh mộng 6 tháng, 6-10 tháng, của 5 tuổi và trên 5 tuổi là các cái nguyên nhân thường gặp nhất ha. Ngoài ra những nguyên nhân vẫn có thể gặp, ví dụ thực chất sao thực chất 6-12 tháng, nếu đây là chị đang nói về cái nguyên nhân của community acquired pneumonia, mấy bạn thấy không nha, mấy bạn đừng quên nha, chứ không phải là nguyên nhân của tất cả các cái viêm phổi. Ví dụ viêm phổi thở máy sẽ gặp cái khác, hoặc là viêm phổi gì, viêm phổi kéo dài sẽ gặp cái con khác, hoặc là viêm phổi trong bệnh viện sẽ là tác nhân khác, chứ không phải là cái nguyên nhân này là áp dụng cho cả cái viêm phổi, những trường hợp đặc biệt như là kéo dài hoặc là tái phát hay là viêm phổi bệnh viện. Nó chỉ là cái gì, viêm phổi cộng đồng khi em nhận bệnh đầu tiên thì dựa theo lứa tuổi đó thì em sẽ thấy rằng à con đó là nhiều thôi. Ví dụ à vì sao lại người ta lại chia theo lứa tuổi là vì gì, theo cái kinh nghiệm dùng kháng sinh thì người ta đưa ra cái minh chứng rằng á, thường chọn kháng sinh ban đầu
dựa theo bệnh cảnh lâm sàng nè, hoàn cảnh khởi phát và lứa tuổi. Thì trong đó cái lứa tuổi là cái đối với hiệu cộng đồng nha, thì cái lứa tuổi là cái yếu tố mà chúng ta thường để áp dụng là nó khá là ổn nhất, tức là nó áp dụng cho mình khi mình chọn lựa kháng sinh là khá chính xác nhất, được không ha? Nên thì người ta sẽ nguyên nhân thế sao lứa tuổi là như vậy. Rồi qua cái phần tiếp theo mấy bạn, đó là mình tìm hiểu cái yếu tố nguy cơ gây viêm phổi tái phát. Thì trong đó có rất nhiều yếu tố nguy cơ ha, như là bệnh nhân có bất thường sản xuất kháng thể, suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải, bệnh sơ nang hoặc là dị vật bỏ quên ha, do cái ung thư quản trường thực quản hoặc là tăng lượng máu lên phổi, thì đó là những yếu tố nguy cơ gây viêm phổi tái phát. Ví dụ trường hợp như vậy, một em bé mà 1-2 tháng đã vô viêm phổi rồi, nằm ngoài cho tới 1 tuổi 3 lần viêm phổi trở lên thì coi chừng nó là bất thường sản xuất kháng thể hoặc là suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay là mắc phải đó. Hoặc là một đứa ví dụ vào viêm phổi hóa, thở thì cứ nhanh nhanh, da thì cứ tái tái, coi chừng nó là tăng lưu lượng máu lên phổi. Đó là trong những trường hợp nào tim bẩm sinh mà có tăng cái lưu lượng máu lên phổi đó mấy bạn ha. Hoặc là một đứa tới tuổi ăn dặm khoảng 6 tháng 1-2 tuổi gì đó, ăn dặm như mấy bạn, chị nói về ăn dặm nha, mà mấy đứa thấy rằng ôi sao cứ sau cái đợt ăn dặm đó, sau một đợt nó ho sặc đó rồi nó tím tái, sau đó là nó hết, nhưng mà sau đó là cứ mẹ ăn nó tháng 2 tháng sau là nó vô nó ho, nó khò khè, rồi chỉnh đến viêm phổi rồi điều trị rồi hết rồi lại về, rồi 1 tháng sau vô lại, thì coi chừng đứa đó sau cái lần đó coi chừng là dị vật bỏ quên, đúng không? Hoặc là một cái đứa sau sinh ra mẹ nó nói khò khè biết luôn, bác sĩ nghe cái tiếng khò khè rất rõ, và mình sẽ là người đánh giá lại cái tiếng khò khè đó chứ không phải là nghe người nhà, mình thấy đúng rồi ha. Rồi thêm một cái nữa là tiền căn, giờ 2 tuổi rồi mà nhập viện biết luôn mà khò khè thì từ sau sinh, mà mình nghe lúc mà mình khám đúng là thật sự nó khò khè, và giấy tờ bằng chứng nó rất là nhiều lần về vào viện vì cái bệnh quản bệnh lý hô hấp, thì coi chừng nó là cái gì, dị tật bẩm sinh đường hô hấp, được chưa ha? Thì các yếu tố nguy cơ này khi em chẩn đoán viêm phổi em vẫn phải tìm để làm gì, để coi đứa này nó có nguy cơ đó hay không, thì mình mới điều trị được dứt cái nguyên nhân, chứ không phải là chỉ là điều trị cái nhiễm trùng đơn thuần thôi, các bạn hiểu chưa ha? Rồi về cái cơ chế đề kháng của đường hô hấp thì mình thấy bình thường hô hấp của mình là vô khuẩn, đúng chưa? Có nhiều lắm, ví dụ như là phản xạ đáp áp thanh môn, ho này, lớp lông chuyển đẩy ra trong ngoài lông chuyển của đường hô hấp, nó sẽ tác dụng đẩy các cái chất dịch lạ từ dưới ngược chiều của đường hô hấp đi ra ngoài, cho nên lúc nào cái hoặc là IgA tại đường hô hấp chống virus và gây ngừng các vi khuẩn đó, hoặc là đại thực bào trong đen hoặc là bạch cầu nhân trung tính huy động, là nó có thể làm tiêu diệt được vi khuẩn. Bình thường là như vậy, nó sẽ có cơ chế đi ra hô hấp, nên đường hô hấp của mình bình thường sẽ là vô khuẩn ha. Rồi thì á, khi có viêm phổi tức là mình phải biết được cái đường xâm nhập của nó rồi. Thứ nhất có thể là từ đường hô hấp hoặc là từ đường máu. Thì nếu mà viêm phổi tức là sao, cái cơ chế bảo vệ đường hô hấp của mình nó sẽ không được bảo vệ được nổi nữa, mà nó sẽ vi khuẩn nó sẽ tấn công được, thì lúc đó nó sẽ gây nên cái tình trạng viêm phổi ha. Đó là cơ chế sinh lý bệnh về cái đường ngọt viêm phổi của mình. Về các cái triệu chứng lâm sàng này mấy bạn, thì mới thấy là thở nhanh, mới thấy em chỉ cho lên cái hàng đầu tiên, chứ không phải là ho sốt mấy bạn nha. Thì trong viêm phổi á, triệu chứng ho sốt có, nhưng nó không phải là triệu chứng quan trọng để chẩn đoán. Tại vì mấy bạn viêm họng hay là viêm amida mấy đứa có ho sốt không? Có đúng không? Viêm hô hấp trên mấy đứa có ho sốt không? Có luôn, được chưa? Nhưng đâu phải những cái đó là của viêm phổi đâu, nhưng các dấu hiệu này đã thở nhanh, co lắm rồi, được chưa? Hai, ba dấu hiệu này, nhưng hai dấu hiệu đầu tiên đó là hai dấu hiệu mà Tổ chức Thế giới dùng để làm gì? Dùng để chẩn đoán và giúp để phân độ cái viêm phổi đó mấy bạn ha. Rồi thì cái thở nhanh có dấu hiệu sớm nhất là dấu hiệu sớm và có giá trị trong chẩn đoán viêm phổi cộng đồng vì nó độ nhẹ rất là cao. Còn đối với thở co lắm liên ngực, đó là một dấu hiệu trung thành của viêm phổi nặng, được chưa? Còn đối với cái ran nổ, ran ẩm, là khò khè gì đó nha mấy bạn nha, khò khè nữa nha, viêm phổi vẫn có khò khè bình thường, thì nó thấp, độ nhẹ thấp hơn, mà nó sẽ có tính thống nhất không có cao. Vì sao? Vì những bệnh lý khác, ví dụ viêm tiểu phế quản, mấy bạn vẫn có thể có gì, ran nổ, khò khè nha, vẫn có khò khè. Rồi
về các cái lâm tiếp theo đó là chúng ta sẽ qua thì bệnh cảnh lâm sàng của viêm phổi nó sẽ qua hai giai đoạn là khởi phát và gì toàn phát. Thì khởi phát có thể mình sẽ thấy những cái triệu chứng giống như những trường hợp của viêm hô hấp trên, được chưa? Và những cái trường hợp trẻ có thể có chán ăn, ói, buồn nôn, tiêu lỏng với bạn ha, thì đó là cái biểu hiện của phản ứng viêm toàn thân mấy bạn nhé. Rồi hoặc là bệnh nhân có thể khó chịu, bứt rứt, quấy khóc, vấn đề tại phổi thì có thể chứ. Vì sao lại có thể gặp kích thích bứt rứt, quấy khóc? Đây rất là nhiều trường hợp vô với mình chỉ vì một cái sốt thôi, chỉ vì một cái sốt ha. Rồi bệnh nhân bứt rứt, quấy khóc quá trời, rồi mình trở nên sốt nhiễm trùng, được chưa? Thì một trong những cái chỉ định chụp X quang, tức là cái bệnh lý nó không rõ ràng, thì mình có chỉ định chụp X quang tới phần cận lâm sàng, sẽ nói tới phần đó, thì chụp lên một cái đám viêm phổi thùy, được chưa? Lúc đó vì sao mình không khám được nó thở nhanh? Tại vì nó bứt rứt và quấy khóc, em rất khó để khám được cái dấu hiệu thở nhanh. Cho nên lúc đó nhiều khi mình có thể bỏ qua cái triệu chứng thở nhanh của bé, trên người bé bứt rứt quấy khóc, em không khám được cái nhịp thở, rất là khó. Vì nguyên tắc khám nhịp thở của mình là gì? Giờ trả lại trả lời cái câu hỏi giùm chị. Vậy thì nguyên tắc khám nhịp thở của một em bé là gì? Trần Thập Phước. Dạ, dạ thưa chị, là mình đếm nhịp thở là mình đếm 2 lần rồi lấy trung bình cộng. Bởi vì nhịp thở nguyên của chị em là nó biết không rồi, đẹp. Chị biết rồi, nhưng mà nguyên tắc khám nhịp thở của trẻ em chứ. Dạ, mình đếm nhịp thở trong vòng 60 giây. Rồi đếm thêm 2 lần. Nguyên tắc, trời ơi, nguyên tắc khám và đếm nhịp thở. Dạ, thưa chị, em nghĩ là mình sẽ đếm nhịp thở khi mà trẻ ngủ hoặc là khi mà trẻ nằm yên. Rồi, khi mà mình khám hô hấp, đúng không? Và đặc biệt là khi mà mình tới cái nhịp thở, thì là mình, thứ nhất, nguyên tắc em bé phải nằm yên, được chưa? Không khóc, kể cả không bú. Và khi mình đếm thì mình sao? Có đồng hồ đeo tay để sẵn ngay cái vùng gì? Em bé nhỏ thường em sẽ khám những em bé ở tuổi nhu ni, thì nó sẽ là chủ yếu, nó sẽ là thở bụng. Cho nên vì sao mình sẽ nhìn xuống cái bụng mà nó nhấp nhô lên, đó là một nhịp thở đó, đó là thở bụng. Và cái đồng hồ phải để sát cái bên đó, phải để nằm xuống đó, chứ không phải nhìn nhịp thở để nhìn lên đồng hồ trên tường. Tại vì sao? Rất là nhiều các bạn nhìn nhịp thở xong nhìn đồng hồ trên tường, không đúng, không chính xác nha. Rồi, rồi cái thứ hai đó là gì? Đếm khi thở nhanh, không phải đếm một lần, không kết luận được, ít nhất là phải 2 lần. Và em lấy trung bình ra, thì em ví dụ em đếm lần một mới thở nhanh, thì bắt buộc em phải đếm lại lần thứ 2. Vì sao? Tại vì một em bé nhiều khi nó mới khóc xong làm gì đó, nó sẽ thở nhanh. Mình đếm nó thở nhanh, sau đó chị ra chị khám lại, bình thường nó, ủa sao vậy? Chị rõ ràng đếm thở nhanh, vậy là không đúng rồi. Em ít nhất em phải cho nó nghỉ ngơi lại, em đếm lại lần thứ 2, được chưa? Và đếm trọn trong vòng 1 phút. Có những bạn đếm, chị ơi, đếm 15 phút nhân 4 lên thôi, ai vậy? Không có cái kiểu đó nha mấy bạn. Phải đếm trọn 1 phút tất cả các dấu hiệu sinh tồn của chị Nhi. Phải đếm trọn đi 1 phút. Nếu không chắc ăn, phải đếm lại, chứ không được nhân lên. Còn ai dạy nhân lên thì chị không, tức là nhiều quan điểm trường phái, nhưng nguyên tắc của bên Nhi không được nhân lên như vậy, ngay cả nhịp mạch, được chưa? Và nhịp tim. Rồi, đó, cái thứ hai đó là cái giai đoạn. À, còn những triệu chứng mà không mà của giai đoạn khởi phát là sốt nè, mệt mỏi, được chưa? Rồi, đó, tới giai đoạn toàn phát thì mấy đứa sẽ thấy là gì? Các cái dấu hiệu triệu chứng tại hô hấp mấy đứa sẽ thấy được là sao? Bệnh nhân có khó ho, khó thở, rồi bắt đầu thở nhanh, đó là giai đoạn toàn phát đó. Rồi co kéo cơ phụ, có những bạn nặng thì có thể vô gì? Các mức phục phùng rên rỉ, tim tán suy hấp, được chưa? Và nghe, chúng ta có thể nghe ranh nổ, ranh ẩm, và có thể nghe, vẫn nghe được gì? Có nghe nghe là đanh nháy, khò khè, vẫn có thể xảy ra nha. Rồi chị sẽ bổ sung mấy cái chữ thiếu ở trong những slide này và gọi lại cho các bạn. Rồi, khi khám phổi của một em bé phải khám đủ hết, nhìn, nghe, gõ, sờ, được chưa? Vì sao chị ghi nó gõ giúp họ, sờ giúp họ? Vì sao? Có những em bé có thể mấy bạn sẽ sờ được và gõ được, nhưng có em bé quá nhỏ 4-5 tháng, rất khó để khám được cái rung thâm, rất khó để gõ được cái nhu mô phổi, được chưa? Rất khó thôi, nhưng vẫn có thể làm được. Và đặc biệt em bé lớn rồi thì bắt buộc các bạn vẫn phải làm đủ các cái bước này
khi mấy đứa làm trong bệnh án. Mấy đứa đừng làm sơ sài quá, nhịp thở rồi nghe không được. Mấy đứa phải mô tả được, còn nếu không mô tả được mấy đứa phải ghi rõ nguyên nhân vì sao không mô tả được. Ví dụ đứa nhỏ có khó có thể nói, nó khóc lên để mà tự nhiên đang ngủ ngon lành kia nó khóc lên để mà mấy đứa khám trung thành thì hơi khó, đúng không nha? Đó, chắc khi mà làm một cái bản hô hấp mà làm cho chị nghe một cái mô tả khám hô hấp mà không đủ là chị sẽ không chấm điểm nữa. Rồi, tới đây có hỏi gì không? Không hỏi gì, qua tiếp. Rồi, về các cận lâm sàng, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm tổng phân tích tế bào máu là những cái thường quy chúng ta làm này ha. Rồi, số lượng, nhưng mà những cái khuyến cáo này thì nó là sao? Đối với những bệnh nhân đậu nguyện trú, tức là nó vô vì trị vì cái gì đây? Không có những triệu chứng nặng, tức là không thời gian cận lâm mà chúng ta chỉ cần cho về thôi. Thì những cái xét nghiệm này không cần phải làm, được chưa? Nhưng đối với trường hợp viêm phổi mà cần nhập viện, tức là nó là nặng rồi á, thì đó chúng ta phải làm và để theo dõi. Chúng ta sẽ làm công tổng phân tích máu, được chưa? Và các cái xét nghiệm phản ứng viêm khi cần cho mấy bạn, khi cần thiết ha, chứ không phải là để chỉ để vô chấp họ nè, chứ không phải là đè ra CRP rồi cái đi đi, không có. Này dùng từ khuyến cáo nhưng bắt buộc các bạn thấy không nha, mới hiểu từ khuyến cáo không? Nó khuyến cáo chứ không bắt buộc. Thì thật ra nó khuyến cáo như vậy thôi. Nếu mà em thấy người nhà lo lắng quá, ở ngoài ngoại trú, nếu mà em ở trong phòng khám người nhà lo lắng quá thì em vẫn thể cho ta làm. Nhưng đó là những khuyến cáo, ví dụ đối với những bệnh nhân không nhập viện thì ta khuyến cáo là không cần làm thường quy. Còn đối với bệnh viện thì ta là khuyến cáo là. Rồi, ai hỏi gì? Rồi, đối với X-quang thì nó sẽ có một cái độ đặc hiệu cao á mấy bạn. Thì các cái chỉ định ở đây mình thấy rằng viêm phổi nặng cần nhập viện nè, khuyến cáo chỉ định này mấy bạn. Viêm phổi nặng cần nhập viện hoặc là kém ống với điều trị ban đầu, được chưa? Hoặc là bệnh nhân có một cái biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, chỉ thấy một cái đứa vô trị sốt thôi và nó bứt rứt, nó khóc lắm, không tìm được nguyên nhân nào hết, thì em có quyền cho cái X-quang phổi, được chưa? Thì bệnh nhi nó sẽ có những đặc thù riêng so với người lớn, không phải là áp dụng nguyên cái hệ nội qua bên nhi được cho mấy bạn nha, không thể áp dụng được, khó. Nhi nó sẽ có những đặc thù riêng, được chưa? Rồi, hoặc là khi em thấy là lâm sàng nghi ngờ có biến chứng tràn dịch hoặc tràn khí, hoặc là khi em cần để nó phân biệt, ví dụ như này em nói có chỉ nói là dị vật gì hay không, thì em chỉ nói phân biệt thì em sẽ chụp cái X-quang phổi ha. Rồi, về các cái hình ảnh tổn thương của X-quang, chúng ta thấy là sẽ tổn thương chính là khi nào mà mô kẽ. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh đông đặc phổi, thì thường hình ảnh đông phổi chúng ta sẽ thấy thường là do phế cầu là nhiều nhất. Rồi, hoặc là những hình ảnh viêm phổi tròn như thế là tụ cầu ha. Hoặc là những hình tổn thương mô kẽ thì có thể là do virus thâm nhiễm lan ra ngoài biên hay phía trường, lan tỏa hai bên. Thì lan tỏa hai bên coi chẳng có gì là lao, phổi chẳng hạn ha. Rồi, tuy nhiên sẽ có những trường hợp tổn thương trên X-quang sẽ không tương xứng hiện lâm sàng. Câu này tức là sao? Tức là nhiều khi chúng ta thấy bệnh nhân cô lâm sàng ổn hết á, chả có thở nhanh gì hết, nhưng X-quang thì sao? Tổn thương rất nhiều. Có những trường hợp như vậy nhưng ít gặp hơn ha. Có. Thì thường những trường hợp này mấy đứa sẽ thấy thừa những trẻ nhỏ nhỏ dưới 2 tháng á. Mấy lâm sàng thì mấy đứa thấy thở đều vậy đó, mà thực ra chụp cái phim phổi đây nát ở hai bên phổi. Đó là có những trường hợp tổn thương như vậy ha. Nên người ta sẽ có những khuyến cáo để chụp lại cái X-quang trước tiên, cái phần kia, cái phần mà khuyến cáo ra lại của BTS sẽ có những khuyến cáo chụp lại X-quang khi nào. Rồi, về cái cận lâm sàng của hình ảnh của cái viêm phổi thì mà mấy chúng ta còn có siêu âm ngực. Đây là cái mới ha, bên nội mấy đứa có được học cái siêu âm ngực để đánh viêm phổi không? Có không? Nguyễn Nhật Quang có không? Em có biết cái siêu âm ngực có thể chẩn đoán viêm phổi không? Giúp chẩn đoán viêm phổi không? Bên nội có được học. Dạ hồi xưa bên nội thì em nhớ là không có được học chị. Có không? Không phải không? Dạ. Tại vì bây giờ nó là những cái này nó cũng không có mới lâu rồi mấy bạn. Thì bên nhi của chị có một cái trong những trường hợp như là chị có thể cho siêu âm thành ngực để đánh giá được cái ổ hoại tử nè, để đánh giá được cái vùng phổi nó nhu mô hay là xẹp thì chưa, hoặc là để đánh giá là cái vùng đó nó tràn dịch như thế nào. Chị nghĩ là có chứ. Thì cái siêu âm ngực bây giờ cũng có giá trị trong chẩn đoán, giúp chẩn đoán nhiều cái bệnh lý của hô hấp
ha, nhưng mà nó cần những người phải giống như là phải học và phải tức là không phải những bác sĩ nào cũng có thể sửa ngực được để chẩn đoán một cái viêm phổi được ha, cần một cái có độ gọi là chuyên khoa riêng đó. Và cái độ chính xác của sửa ngực cho nó viêm phổi đó, người ta thống kê có thể bằng hoặc là cao ở X-quang luôn, nhưng phải là thấp hơn ha. Và đặc biệt sửa ngực nó có cái gì mấy đứa biết không? Tránh anti-X nữa ha, nó nhẹ nhàng hơn mà nó không nó cũng rẻ không có mắc. Rồi cái xét nghiệm cao cấp tiếp theo đó là chụp cắt lớp vi tính ha, đó là CT scan ngực á, thì nó sẽ có nhiều điểm lợi điểm hơn là vì sao? Chúng ta cắt lớp thì chúng ta sẽ nhìn được nhiều cắt lớp mà đúng không? Chúng ta sẽ cắt lớp những lớp nhỏ tiểu X quang chúng ta chưa thấy chụp à, ẹt cái thấy chiều hai chiều thôi, nhưng đối với CT chúng ta sẽ cắt được từng lớp, chúng ta sẽ thấy được các cái cấu trúc rõ hơn và các cái tổn thương rõ hơn. Thì nhưng mà không phải làm thường quy ha, khi chúng ta cần để phân biệt hoặc là đánh giá những biến chứng thì chúng ta mới làm, chứ không phải là viêm phổi nào cũng vô cắt lớp hết. Còn một cái nữa là MRI, nhưng mà chị không nhắc ở đây tại vì không có thường quy ha, không có dùng được MRI, mà cái khuyến thiện đích mới nhất nó có cho MRI vô trong cái chẩn đoán viêm phổi nữa. Tới mức độ của hiện tại bây giờ học ở bên mình thì là chưa có cần tới mức độ MRI đâu. Việc khó là cao cấp hơn mình mới MRI thôi. Còn tới những cái hình ảnh của viêm phổi, mình biết tới mức độ của bạn, biết tới cái CT là được rồi. Rồi, rồi cái vi sinh là quan trọng đấy mấy bạn, đúng không? Thì cái máu, một anh em bệnh nhân vô viêm phổi, một cái ký máu cũng có thể giúp. Nhưng mấy bạn hiểu không? Không phải là đứa nào vô cũng ký máu nó sẽ có một cái những bệnh cảnh riêng biệt. Em ký máu ví dụ, à, em nghe đứa này có thể là gì đây? Viêm mụn bằng phổi, nghi ngờ có thể nhiễm trùng huyết chẳng hạn. Em ký máu, còn nếu mà em không nghi ngờ thì em ký máu đâu có ra đúng không? Đó, hoặc là em nghi ngờ nó viêm phổi mà vô từ đường máu, tức là đứa này có nhiễm trùng máu rồi, nhiễm trùng huyết rồi, em mới ký thôi, chứ phải là đứa nào, bạn nào vô, em bé nào vô vì tình trạng viêm phổi em cũng ký máu hết nha. Rồi họ đã dùng phương pháp miễn dịch đối lưu, những nguyên tắc hoặc là test, hoặc là dùng những cái đó là phát hiện kháng nguyên phế cầu hoặc là hemophilus trong huyết thanh ha. Thì hoặc là phết mũi họng dịch hầu để làm virus, thì những cái phương pháp mà phát hiện kháng nguyên hoặc là phết dịch mũi họng để tìm virus đó, thường là sẽ sử dụng trong các nghiên cứu là chính. Còn đối với những một bác sĩ lâm sàng thì thường mình sẽ không làm những cái xét nghiệm đó ha. Rồi hoặc là chúng ta sẽ thấy là bây giờ nội soi phế quản phế nang, chúng ta làm rửa phế quản phế nang rồi chúng ta hút dịch của nội khí quản, dịch màng phổi hoặc là xét nghiệm dịch khí quản đó đó, thì chúng ta sẽ làm những cái dịch đó chúng ta sẽ cấy ra được này, hoặc là chúng ta sẽ làm DCA, thì hai cái này chúng giúp chúng ta cũng gợi ý được tác nhân gây viêm phổi ha. Thì trong cái phần này cần cái vấn đề mà mấy bạn sẽ học rửa phế quản phế nang thì hơi cao cấp, mấy bạn đọc để biết thêm được chưa. Rồi cái phần mà mấy bạn cần nắm, tại vì trên khoa làm rất nhiều cái NTA, tức là tiêu dịch khí quản á, mấy bạn sẽ phải làm, khi mấy bạn đi lâm sàng mấy bạn sẽ phải làm cái chuyên đề này cho chị, là tức là cách làm sao dịch chuẩn, là theo cái thang điểm nào mới gọi là dịch NTA chuẩn, để mình cái độ mà tin cậy của nó khi mình cấy ra vi khuẩn á thì mình mới tin cậy được ha. Thì cái này để dành lại làm sẽ làm cái chuyên đề đó vô chấm hỏi chị hỏi đó, là phải nắm được khi đi lâm sàng chị sẽ hỏi nhá. Rồi hôn mê chưa, Kim Trần ngủ chưa, Kim Trần đâu, Kim Trần, bạn Kim Trần, Kim Trần vắng luôn nha mấy bạn nha. Cô bạn là Trần Văn Kim. Trần Văn Kim đâu? Không thấy trả lời luôn. Rồi. Tới cái phần tiếp theo mấy bạn. Về sinh thiết phổi. Ừ, thì à, đây. Thôi, em thấy bạn đó nhắn tin ở trong group là hình như là mic của bạn đó không Về cái sinh thiết phổi thì cái tiêu chuẩn vàng đó mấy bạn ha. Vừa xác định được tác nhân và chúng ta có thể đọc được cái nhu mô phổi nó là dạng viêm gì luôn ha. Ví dụ trong những trường hợp mà cái này là không phải là đứa nào vô viêm phổi cũng sinh thiết phổi, đó là tiêu chuẩn vàng thôi. Nhưng mà thật ra mình sẽ có một cái chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán xác định của viêm phổi rồi mà không cần thiết phải sinh thiết phổi đâu, được chưa? Đó, tại vì khi mà học thì mình phải biết hết tất cả các cái xét nghiệm nào hết,
thì xin thính phổi đó là tiêu chuẩn vàng đó. Thì trong cái trường hợp ví dụ như em có cái một cái chỉ định, ví dụ như là bệnh nhân này vô viêm phổi tái phát nhiều lần chẳng hạn, đang nghi ngờ viêm phổi mô kẽ mà cần phân biệt với những cái viêm phổi khác, cần phân biệt với những cái bệnh lý phổi khác, ví dụ như là gì, viêm phổi viêm tiểu cầu tắc nghẽn hậu nhiễm chẳng hạn, thì lấn cấn với nhiều chẩn đoán quá, mà đứa này là viêm phổi tái phát nhiều lần quá, viêm phổi mô kẽ hay là viêm tiểu cầu tắc nghẽn hậu nhiễm hay là bệnh lý lắng đọng sách ở phổi, thì sẽ có một cái chỉ định, tức là những trường hợp mà khó chẩn đoán, những cái thể viêm phổi khó chẩn đoán á, thì chúng ta sẽ có chỉ định sinh thiết phổi ha, để xem là nó thuộc dạng thể viêm phổi nào, được chưa? Rồi, về việc chẩn đoán một ca viêm phổi thì sao, là chúng ta sẽ thấy là gồm có chẩn đoán xác định, chẩn đoán giá mức độ, chẩn đoán nguyên nhân, được chưa, và chẩn đoán bệnh nền phù hợp, tìm biến chứng, bốn cái đó, chứ không phải vô với chị làm một cái bệnh án viêm phổi nặng hết, viêm phổi nặng phân biệt với cái gì đó đồng ý, nhưng trong đó phải kèm theo bệnh nền phù hợp là gì, hoặc là nó có biến chứng gì chưa, mức độ như thế nào, được chưa, hoặc bệnh nền nó có hay không ha. Đó là một cái chẩn đoán mà của một cái ca viêm phổi. Bệnh án làm tốt phải tìm đủ các cái bốn cái đó. Rồi, bây giờ nó xác định theo Tổ chức Thế giới thì thường cái này sẽ là cái mà chúng ta áp dụng khi trên lâm sàng nhiều nhất, và trên ngay cả các bệnh án mấy bạn học ha. Là vừa lâm sàng thì có ho, khó thở nhanh, có lõm lồng ngực, và X quang thì có tổn thương viêm mô phổi, thì chúng ta sẽ giúp chúng ta chẩn đoán xác định viêm phổi. Được chưa? Rồi. Đó, trong đây có cái dấu hiệu thở nhanh, cao lưỡng ngực là sao, là hai dấu hiệu quan trọng để bạn phải nắm được. Bây giờ cho chị hỏi, thở nhanh là biết rồi đúng không? Thở nhanh theo lứa tuổi ha, được chưa? Có nhớ thở nhanh theo lứa tuổi không? Lê Viết Mỹ nhắc lại cho chị cái ngưỡng thở nhanh theo lứa tuổi là gì? Alo, chị nghe mà. Nghe. Dạ, alo. Dạ, ngưỡng thở nhanh theo lứa tuổi thì trên lâm sàng người ta chia làm ba nhóm, là từ em nhớ là từ 40 đến 60, dưới 40 và dưới 30 chị. Còn về theo tháng thì em không có nhớ rõ lắm. Không có nhớ gì hết đúng không? Dạ, rồi, em nhớ số lần thì em không nhớ tuổi. Rồi, nhớ chưa chính xác. Võ Quang Nghĩa trả lời cho chị coi. Dạ, đối với trẻ dưới 1 tuổi thì cái nhịp thở trung bình con sẽ là từ 30 đến 60 ạ. Nếu như mà trên cái nhịp thở 60 thì là thở nhanh. Đối với trẻ từ 1 đến 3 tuổi thì là nhịp thở sẽ từ 24 đến 40 lần một phút. Đối với trẻ từ 4 đến 5 tuổi là 22 đến 34 lần. Trẻ từ 6 đến 12 tuổi là 18 đến 30 lần. Cái này trẻ từ 3. Hưng Nghĩa đọc tiếp đi, em đọc tiếp đi. Nhờ trẻ từ 13 đến 18 tuổi thì nhịp thở sẽ là 12 đến 16 lần. Cái này em tham khảo trong sách nào nghĩa? Dạ, em thảo tham khảo trong sách Di Khoa tập 1 của Học Y Dược. Rồi, đó là cái mức độ ha, là cái theo em tháp sang hẳn với khách đó. Nhưng mà thường cái ngưỡng thở nhanh, tại vì cái này mình đã áp dụng cái tiêu chuẩn Tổ chức Thế giới để chẩn đoán viêm phổi, thì ngưỡng thở nhanh mấy đứa sẽ học theo cái ngưỡng đó giùm chị, tức là cái ngưỡng đó trong cái bài chị giới, trong cái bài mà khám hô hấp hồ mà IBA mấy bạn có đó nha. Dưới 2 tháng đúng không, 2 tháng tới bao nhiêu, tới 1 tuổi dưới. Rồi ai nhớ nè, Bùi Văn Khải. Dạ, trả lời em nghe ạ. Bùi Văn Khải trả lời giùm chị coi. Dạ, em và anh cũng đọc trong sách giống bạn. Trời ơi. Dạ. Thưa chị, em bổ sung cho bạn. Dạ, bổ sung. Bổ sung đi bé. Em đọc đây là trẻ dưới 2 tháng tuổi thì nếu mà ngưỡng thở nhanh của nó là trên 60 lần trên phút. Còn trẻ từ 2 tháng tuổi đến 11 tháng tuổi là trên 50 lần trên phút là thở nhanh. Còn trẻ 12 tháng đến 60 tháng tuổi là trên 40 lần trên phút ạ. Rồi, đúng rồi. Còn trên 5 tuổi là lớn hơn bằng, mấy đứa nhớ nha, bằng cũng được, ví dụ 2 tháng 60 lần là nhanh rồi. Rồi, nhưng đối với trẻ dưới 2 tháng. Dạ, em là Kim Trần cô ơi, cái mic của em nấy, cái máy tính nó bị hư. Rồi, cái mic rồi. Này em chị có nghe bạn báo rồi. Rồi bây giờ đó là cái dấu hiệu thở nhanh mấy bạn ha. Rồi cái thứ hai là dấu hiệu co lõm lồng ngực.
được chưa? Thì chút xíu sẽ có cái hình tới nó. Bây giờ như vậy, nhưng mà tuy nhiên đối với trẻ dưới 2 tháng thì nó sẽ co lõm nhẹ, nó là sẽ có co lõm nhẹ thì sao? Bình thường ở trẻ dưới tháng nó sẽ có hơi co lõm nhẹ, do đó đối với trẻ dưới 2 tháng thì mình sẽ tính là cái co lõm có giá trị, tức là phải là co lõm nặng cơ, tức là nhìn vô là thấy liền ha. Co lõm nhẹ tức là gì? Mình nhìn vô mình phải cố gắng mình nhìn à thật là kỹ mình mới thấy. Còn co lõm ngực nặng tức là sao? Mình nhìn vô cái mình thấy nó co lõm nào, co lõm rồi, đó là co lõm ngực nặng rồi. Cái hình này mấy bạn thấy không? Đó, bên kia mấy bạn thấy nhìn co lõm tức là sao mấy bạn? Mình nhìn ở chỗ nào đây? Co lõm là mấy đứa nhìn sẽ ở đâu? Nhìn ở phần dưới. Dạ thưa chị, là mình sẽ nhìn cái phần mềm ở giữa các xương sườn hoặc là các vùng trên của xương sườn. Dưới xương sườn, trên xương sườn. Dạ, thưa chị thì mình nhìn vào phần dưới lồng. Ừ. Mình nhìn khoảng 1/3 dưới lồng ngực. Rồi, cái này nè, đối với trẻ mà nhũn nhi á, mấy bạn tức là dưới 2 tuổi á, thì á, hoặc là trẻ dưới 5 tuổi luôn, thì cái lồng ngực của mình á sao? Thường cái độ đàn hồi của lồng ngực rất là cao do các cái xương sườn của mình á gì? Nó rất là, nó còn cấu trúc sụn và nó chưa phải là một cái khung xương vững giống như những em trẻ trẻ lớn ha. Thì cái do cái độ đàn hồi đó, do đó khi mà bệnh nhân em bé của mình nó có vấn đề hô hấp, tức là nó đang có vấn đề mà tăng cung hấp lên để nó bù trừ lại cái tình trạng viêm nhiễm hô hấp không hiệu quả đó, thì mình sẽ thấy cái cơ hoành của em bé cũng là cái cơ hô hấp chủ yếu luôn. Nên là chúng ta sẽ thấy cái vùng cơ hoành là vùng này đúng không? Cái vùng gì? Vùng tiếp giáp giữa xương sườn cuối cùng và cái vùng gì? Vùng bụng. Đó là cái vùng cơ hoành đó. Thì chúng ta thấy khi em bé thở gắng sức, cơ hoành nó sẽ kéo. Cơ hoành nó kéo ra, nó rút, tại vì độ đàn hồi của lồng ngực nó tốt, nó rút vô, mà nó sẽ thấy nó sẽ vì do cái độ đàn hồi nó tốt cho nên mình nó sẽ thấy nó sẽ di chuyển theo cái sự sức co kéo của cái cơ hoành khi hít vào như vậy. Còn đối với người lớn em thấy được cái dấu hiệu rút lõm này không? Không ha. Không được là tại vì sao? Cái khung sườn nó đang vững, bệnh nhân mà có co kéo mình nó sẽ chỉ thấy gì? Hõm ức, cánh mũi và cơ lên sườn. Chứ còn cơ cái vùng mà ngực, mà chỗ cái vùng co lõm ngực tức là chỗ này nha mấy bạn nha. Mấy bạn đừng hầm co lõm khe phẳng lên sườn khác, đây là ngực nè. Đó, cái vùng trên hình này là rõ nhất nè mấy bạn thấy chưa? Đó, thì sẽ không ngực thấy cái dấu hiệu đó nữa. Rồi. Vậy ha, đó là cái dấu hiệu lõm ngực đó. Được chưa? Hoặc em sẽ ai, thầy thượng sẽ nói lại mấy bạn kỹ hơn cái phần đó. Rồi. Tại vì khi đi hô hấp thì mấy bạn nhiều khi mấy bạn học xong mấy bạn nhớ mấy bạn quên hết. Cho nên chị dạy, chị nhắc lại để làm gì? Khi tuần sau, tuần sau đi lâm sàng lại cho mấy bạn. Tuần sau có lịch đi lại chưa? Dạ, chưa. Rồi. Chưa nữa hả? Thì mấy mốt mà có đi lâm sàng lại nhớ những cái hình ảnh chị dạy như vậy, những cái vấn đề chị nói như vậy để làm cho đúng, nhìn dấu hiệu cho đúng ha. Rồi. Về cái chẩn đoán mức độ. Được chưa? Thì chúng ta thấy là theo cái phân loại này của WHO là chỉ áp dụng cho trẻ từ 2 tháng tới 59 tháng thôi. Những lứa tuổi khác thì có thể có những cái phân độ khác ha. Thì mình sẽ có 3 mức độ là viêm phổi, viêm nặng và rất nặng. Được không? Đó. Rồi. Đây là theo cái một cái phân độ của theo BTS. Thì nó sẽ phân độ cho trẻ nhũn nhi, tức là thường là trẻ dưới 2 tuổi á, hoặc là trẻ lớn hơn. Thì nó sẽ có phân độ từ nhẹ đến trung bình, nó sẽ có một cái mức độ chung. Và cái cột tiếp theo đó là nặng, tức là nó chỉ phân độ 2 cái thôi. Hai cái như vậy thôi. Hai cái phong độ nha. Rồi. Về cái trình đánh phân biệt chúng ta thấy rằng có thể là lao phổi, dịch bẩm sinh, viêm nhiễm phế quản, suy hoặc là bệnh lý tim mạch, có tăng lưu lượng máu lên phổi, là bệnh nhân thở nhanh. Những cái đó vẫn có thể chúng ta có thể phân biệt được với viêm phổi. Được chưa? Rồi. Về cái đối với những bệnh nhân mà có thở nhanh mà không tương xứng với tổn thương ít quang lâm sàng và ít quang á, tức là sao mới thấy bệnh nhân là thở nhanh quá mà viêm phổi chả thấy gì cả, lâm sàng này không có diễn tiến sốt hay là ho hay là gì hết mà bệnh nhân cứ thở nhanh thôi, thì coi chừng nó là cái gì, tình trạng khác. Ví dụ như một cái tình trạng gì, thở nhanh sâu của mình đó là tình trạng tan chuyển hóa do nhiều nguyên nhân. Được chưa? Rồi, tới đây hiểu không? Đọc cái câu này chị biết hiểu không? Cao Nguyễn Tường Vi. Hiểu không Vi?
câu này tức là sao Vy? Dạ dạ cái câu mà tổn thương con bị quá tình trạng con chuyển hóa chị. Ừ dạ hiểu chị. Hiểu ha, hiểu tức là ví dụ như một bệnh lý nào mà bệnh nhân có thở nhanh mà mình có thể nhầm với viêm phổi, thở nhanh sâu mà mình nhầm với viêm phổi, bệnh lý nào, tình trạng nào. Tức là ngoài cái toan chuyển hóa ra còn bệnh gì nữa hả chị? Ừ. Ủa toan chuyển hóa là một cái biến chứng, là một cái hạ đường huyết, bệnh nào? Hạ đường huyết. Hạ đường huyết có nghe toan chuyển hóa không ta? Tăng đường huyết mới đúng chứ em có nhầm không? À, tăng mất đường nước, huyết chị. Đúng không? Hoặc là mất nước trong tiêu chảy. Được chưa? Đó, những tình trạng đó bệnh nhân vô với mình. Sử hấp luôn. Mấy cái ông mà tăng đường huyết á, bị nhiễm cetone acid á. Ha. Đó. Rồi. Biến chứng của viêm phổi là gì nè? Có thể chúng ta thấy là áp xe, tràn dịch, tràn mũ màng phổi, viêm mũ màng phổi, viêm hoại tử, viêm màng ngoài tim và có thể dẫn đến vi khuẩn huyết và nhiễm khuẩn huyết. Ha. Hoặc là nó có thể tới viêm não, tại vì nó vô những trùng huyết có thể nó tới vô gì, nó qua cái hàng rào máu não, nó vô viêm não, gây viêm phốt và viêm tủy xương. Hay nhưng mà miễn biến như đó nó ít gặp hơn những trường hợp nặng cơ. Rồi, về điều trị, ha. Thì nguyên tắc điều trị chúng ta sẽ thấy là điều trị suy hấp, được chưa? Điều trị nhiễm trùng. Rồi, điều trị có rất là đi kèm, điều trị có biến chứng, điều trị. Những cái nào có thì chúng ta sẽ điều trị, còn không có chúng ta sẽ dự phòng không để nó diễn tiến tới mức độ đó. Được không? Rồi. Về cái điều trị đầu tiên chúng ta thấy là nếu bệnh nhân có suy hấp thì mình sẽ cho gì? Suy hấp trước tiên, nếu tiên này chị chỉ nói về cái chỉ định thở oxy mà thôi, các bạn hiểu không? Còn nếu mà bệnh nhân đã hút cái chỉ định thở oxy nên là thở oxy cannula nha mấy bạn nha. Còn nếu mà bệnh nhân ngưng thở luôn thì sao? Đó là cái nhóm khác. Bệnh nhân ngưng thở luôn thì nhiều khi mình phải đặt nội khí quản vào. Đúng không? Rồi bệnh nhân có người viêm phổi có sốc thì chúng ta cũng phải đặt nội khí quản đi kia rồi. Còn đây là chỉ định thở oxy, tức là khi mức độ đầu tiên của mình đó là cannula đó mấy bạn. Thì mình sẽ có là chỉ định tuyệt đối và chỉ định tương đối. Ha. Được chưa? Này phải nhớ nằm lòng giùm chị nha. Đó, chỉ định tuyệt đối, đây chỉ định tương đối. Rồi, tuyệt đối có tím tái trung ương, lên việc hơi đánh thức. Tương đối thì có thở nhanh, có lãng ngực nặng, gọt gù, rên rỉ, vạch vạch. Kích thích nằm yên sau khi thở oxy. Ha, 5 cái tương đối và 2 cái tuyệt đối. Rồi. Đó, và tùy theo mức độ thì chúng ta đầu tiên có thể ở thở oxy thôi, hoặc là NSPAP, hoặc là ngay cả thậm chí bệnh nhân vô mà giống như chị đã nói là ngưng thở đó. Ừ, sao? Dạ chị ơi, chị cho em hỏi là cái ngưỡng thở nhanh trên 70 lần trên phút là có chỉ định tương đối á chị, còn nhưng mà thở nhanh như theo lứa tuổi thì như thế nào chị? Đúng rồi. Không, thở nhanh thì lớn tuổi nó sẽ không vô cái vô đây. Nó chỉ là thở nhanh lớn hơn 70 lần. Tất cả những đứa nào vô mà mức độ này là chúng ta đã có thở oxy rồi. Còn ngoài ra, ví dụ mấy đứa sẽ thấy tương đối nè. Ví dụ bệnh nhân không tới mức độ này nhưng mà có lo co lắm hoặc nặng thì sao? Mấy đứa hiểu không? Dạ. Thì chúng ta đã có thể thở oxy tương đối. Còn nếu bệnh nhân không cần thở nhanh tới mức độ 70, 40, 50 thôi mà gật gù theo nhịp thở, tức là bệnh nhân sao? Mình đã thấy vì sao mà người ta phải thứ tự thở nhanh, có lĩnh vực nặng, gật gù, rên rỉ, vật vã không? Đó là những bước bắt đầu nặng nề của cái tình trạng mất bù của hô hấp rồi đó. Bệnh nhân mà còn thở nhanh được, tức là đứa này coi như cơ hấp nó còn ngon lành nè. Còn bệnh nhân mà coi lĩnh vực nặng rồi, tức là mức độ thở không tới mức độ đó, nhịp thở nó giảm xuống rồi. Tức là nó không, đầu tiên mình tăng công, đầu tiên của mình sẽ là thở nhanh. Cái tiếp theo của mình thở nhanh không được nữa rồi, cơ nó mệt quá rồi, nó rã rồi, rồi bắt đầu nó sẽ tới mức độ gì, co lõm ngực. Mấy bạn hiểu chưa? Co lõm ngực hết nổ rồi, bắt đầu nó phải tới cái đầu của nó gật gù, đầu hết nổ rồi nó rên rỉ luôn, rồi tới mức không nổ nữa thì sao, tím tái ly bì luôn đó ha. Được chưa? Đó là các cái mức độ nó vật vã, tím tái ly bì luôn. Rồi, về thì tùy mức độ hấp mới sẽ tùy theo can thiệp, nhưng mà những cái đầu tiên này đó là những cái gì, đó là cái chỉ định thở oxy cannula đấy mấy bạn ha. Rồi, đối với những cái chỉ định thở oxy cannula mà thất bại, chúng ta sẽ chuyển sang NSPAP. Hoặc nếu mà chúng ta thấy đầu tiên nó vô nó ngưng thở luôn thì chúng ta cũng cho ngưng thở, là một trong những chỉ định của gì,
không hỏi hết những câu hỏi chúng ta phải đặt ở khí quản rồi, đúng không? Được chưa? Và cái mục tiêu duy trì thì chị sẽ lấy mà cái số duy trì đối với viêm phổi á, khuyến cáo sẽ là từ 92-96% duy trì được cái SPO2. Thì về cái SPO2 này mấy bạn cũng phải đọc lại giùm chị. SPO2 là gì nha? Được chưa? Thật sự các cái tài liệu của chị á, mà chị đã gửi cho tất cả các lớp trước có hết những cái bài để chị nói về cái SPO2 luôn. Đó là oxy liệu pháp, mấy bạn có thể đọc lại. Rồi, SPO2 là gì? Ý nghĩa là làm sao? Vì sao mấy bạn phải học? Bạn biết không? Khi lên sáng mấy bạn đi trực, mấy bạn sẽ gặp hết mấy cái dụng cụ này, NCBAT nè, oxyocanula nè, và SPO2 nè. Mấy bạn sẽ phải đo, các bạn sẽ phải quan sát, mấy bạn phải nhìn. Khi đi trực á, thì bạn sẽ học được. Chứ bạn cứ học lý thuyết ở SPO2 chả biết là gì hết. Phải hiểu tất cả những con số đó nha, cái chữ đó. Ví dụ như trong cái này mình đã hiểu được, à gạch gũi nhịp thở mình phải nhìn được nó sao, co lắng quan trọng mình phải nhìn được nó sao, được không? Thì những cái dụng cụ mà khi em đi trực, ví dụ ngay cả cái mask để phun khí dung có bao nhiêu kích cỡ nè, cái bầu khí dung là bao nhiêu, cái máy SPO2 đo như thế nào, cặp vào chân bệnh nhân như thế nào, cái NCBAP gắn như thế nào, phải co lại các cái bịt, các cái bước đó hết. Không có tài liệu, nhắn mail cho chị gửi cho mà đọc, được chưa? Bây giờ chị nghĩ mấy đứa chắc còn nhiều tài liệu hơn chị nữa đó. Mấy đứa học đọc tốt rồi, lên mạng tìm ha. Còn nếu không tìm được, nhắn mail. Hoặc không có bài của chị thì nhắn mail. Cần bài nào đó chị gửi cho bài đó. Tại vì các lớp trước đã có tất cả những cái bài của chị về rất nhiều vấn đề của hô hấp. Coi như là đọc cái bài đó là nắm hết luôn đó. Rồi tới đây có hỏi gì không? Nghe những câu này là chị nhớ đấy, mai mốt đi lâm sàng chị hỏi lại mà không biết là trừ điểm luôn. Về kháng sinh đúng không? Đây giống như cái câu kia chị nói, tuổi chính là yếu tố dự đoán nguyên nhân viêm phổi tốt nhất. Nhưng thường khi lựa chọn sinh đầu mình sẽ phối hợp tần suất bệnh nhân tuổi này, tình hình kháng thuốc nè, biểu hiện mức độ trên lâm sàng nhận biết dịch. Ví dụ em về một cái vùng miền núi Sapa gì đó rất là sâu xa, mình có thuốc nào mình xài thuốc đó, chứ không phải nhất thiết chị xưa thôi gọi cho em một ít sắp ria xong em chích thì mấy cái này có đâu cần, đúng không? Những vùng đó nhiều khi là môi trường trong lành này kia các kiểu rồi, em bé nó cũng chưa chích ngừa kia chưa đầy đủ, thì những chủng vi khuẩn của nó có thể là khá là nhẹ nhàng, mình có thể xài cái gì penicillin được rồi, đúng không? Đâu cần phải kinh thiết phải về đi xin tới sắp ria xong, đâu có. Hoặc là những vùng đó mình có thể uống những cái kháng sinh như là amoxicillin có thể điều trị viêm phổi nhẹ được rồi ha. Chuyện đứa nặng thì em mới phải chuyển sang kháng sinh chích mà thôi, được không ha? Rồi đây đó, đây là cái điều trị của mình. Thì đối với trẻ dưới 2 tháng chị chia ra rất rõ, mấy bạn thấy không? Do đó mai mốt đây là những cái phần, thì năm nay mấy bạn cứ nói là em chỉ mục tiêu tới hướng điều trị thôi, đúng, nhưng mà thiết kế của môn năm sau mình sẽ không học lại được cái bài viêm phổi, nên chị bắt buộc chị phải đưa tất cả những phần này vô slide hết cho các bạn, để các bạn về nhà các bạn học. Sau năm có gì không hiểu hỏi lại, đã có bài sẵn rồi. Được chưa? Thì dưới 2 tuổi đều nặng cần nhập viện, và kháng sinh ban đầu của mình đó là những kháng sinh như thế nào? Chị đã đưa ra ban đầu thay thế phối hợp như thế nào, được chưa? Và nếu trẻ từ 2 tháng đến 59 tháng thì có 3 mức độ này. 3 mức độ này sẽ ứng với những kháng sinh mấy đứa có ở phía bên đây. Được không? Đọc hiểu không? Nha. Rồi. Có ai hỏi gì không? Dạ chị. Ừ. Chị cho em coi lại slide đó. Đây, bài đó, có rồi. Ừ. Đã có cái mà kết hợp ampicillin với cefotaxim đó chị. Ừ. Hai cái nó gần nó cái phổ tác dụng giống nhau mà mình cộng với nhau. Đúng, đúng rồi, ở dưới trẻ dưới 2 tháng đúng không? Thì dạ. Có thể phối hợp ampicillin này là tại vì ở dưới trẻ dưới 2 tháng mình sẽ có một con Listeria ha. Thì ampicillin này nó có thể diệt được con đó. Là lý do đó, được chưa mấy bạn? Dạ chị. Ừ. Rồi. Ôi, tiếp theo ơi, là ơi. Ừ. Chỗ cái MB tĩnh mạch Genta tim bắp với lại là chỗ là C3 rồi chị, C3 rồi chị. Đúng rồi, C3. Hoặc nha mấy bạn, hoặc nha. Rồi, về điều trị các rối loạn đi kèm.
thì chúng ta có thể hạ sốt. À, cái từ giảm ho chị sẽ chỉnh slide lại cho chị sẽ gửi lại cái bài mới cho các bạn. Tức là chúng ta sẽ long đàm nha. Tại vì chị ghi đây giảm ho long đàm, nhiều khi mấy bạn sẽ hiểu được à, ức chế ho không phải. Đối với em bé nhỏ viêm phổi mình sẽ không dùng ức chế ho nha. Codeine này kia là thuốc ức chế ho mình không dùng, mà mình sẽ dùng những cái thuốc giúp giảm ho bằng cách là gì? Nó long đàm bớt cho em bé ra. Được chưa? Những thuốc long đàm nha. Long đàm của em bé tốt nhất là gì mấy bạn biết không? Uống sữa đủ hoặc là uống bù dịch đủ. Hoặc là những cái thuốc long đàm giống như là những cái thuốc thảo dược bình thường thôi ha. Hoặc là nghe, thảo dược thông thường hoặc là những long đàm thông thường, chứ không phải là những cái thuốc ức chế ho giống như là Theralen hoặc là Codeine mình sẽ không dùng cho những em bé này, được không? Tại mục đích của mình là giúp nó thanh thải đàm nhất đủ hấp, chứ không phải là ức chế ho giống như những người lớn mà mình thuốc Codeine bên nội. Mấy bạn sẽ thấy là giảm ho có tẹt biên Codeine gì đó, thì tẹt biên nó là long đàm nhưng Codeine nó lại là ức chế ha. Ức chế ho trung ương luôn đó mấy bạn, mình sẽ không dùng cho mấy bạn, nó rất nguy hiểm. Rồi, và điều trị có biến chứng ha. Nếu bệnh nhân có biến chứng thì bệnh nhân thì em phải điều trị cái biến chứng cho bệnh nhân và đánh giá đáp ứng, tức là sao đây là viêm phổi, đừng áp dụng cho viêm tụy phế quản, viêm tụy nó sẽ khác như mấy bạn nha. Và thời gian đánh giá về điều trị của mình sẽ là từ 48-72 giờ, tức là sau tối đa 2-3 ngày em sẽ thấy đánh giá lại, được chưa? Hoặc là khi em thấy có dấu hiệu nặng hơn ha. Nếu mà diễn tiến bình thường 48-72 giờ, hoặc là em thấy à trong vòng mới có ngày rưỡi chưa tới 2 giờ mà nó đã có dấu hiệu nặng hơn rồi, thì em phải coi lại là gì? Thứ nhất, tiêu chí đánh giá là mình có tổng trạng nè ha, sốt anh phải không, nhưng mà yếu tố chính của mình sẽ là nhịp thở và co lõm ngực. Và những cái tình huống khi em đang theo dõi điều trị, bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú là nếu bệnh nhân tốt hơn thì tiếp tục kháng sinh, còn nếu mà bệnh nhân không đổ thì đổ kháng sinh hoặc xem xét nhập viện, hoặc là bệnh nhân xấu hơn thì nhập viện và tìm nguyên nhân, tìm biến chứng. Còn khi mà bệnh nhân thực sự có những ba kém đáp ứng điều trị rồi thì em sẽ xem xét các vấn đề này. Ha, rất là nhiều mấy bạn. Thường mấy bạn chị sẽ hỏi các ủ bệnh nhân này hôm nay không bóp sốt hoài thì mấy đứa sao? Đổ kháng sinh không? Chúng ta sẽ xem xét 4 vấn đề này. Tức là bệnh nhân có biến chứng chưa? Có bệnh đồng mắt không? Có kháng lúc này mới là kháng sinh có phù hợp không? Và tác nhân gây bệnh mình có đánh đúng hay không? Được không? Chứ không phải là nhào vô một cái chị ở đổ kháng sinh không có. Mình coi coi lại các 4 vấn đề này mới được nha. Rồi, về cái phần tiếp theo là phòng ngừa nha. Thì mình sẽ có khi mà mình tư vấn bệnh nhân ổn định xuất viện á, mình sẽ có cái cách tư vấn cho bệnh nhân. Thứ nhất là sao? À, nhiều quá ha, nhiều quá, nhưng mà thôi mình nói vài cái chính trong cái khi mà mình em bắt đầu chậm nhân xuất viện thôi. Thì thứ nhất là gì? Dinh dưỡng. Và bà biết tư vấn dinh dưỡng đúng hay chưa, đúng không? Tại vì thật ra em bé nhỏ mới nó biết là để hạn chế bệnh rất tốt nhất là gì? Ngủ đủ và dinh dưỡng đủ, được chưa? Cái thứ hai là tiêm ngừa đúng theo lịch. Thứ ba, nếu mà thật ra bệnh nhân có con thì mình sẽ tư vấn thêm các dấu hiệu nhận biết bệnh nặng như thế nào để, và cái cách chăm sóc em bé thế nào để hạn chế lây nhiễm bệnh cho con mình ha. Rồi, đây là một số cái khuyến cáo của BTS, nó cũng khá dài ha, mấy bạn sẽ về nhà đọc thêm đó. Chị đã viết trong cái bài này luôn rồi, nó ghi rất rõ cụ thể và toàn những từ chị ghi là khó dễ hiểu thôi chứ không có gì khó hết đó. Mấy bạn sẽ thấy một nguồn lượt cái khuyến cáo rồi, đó là những khuyến cáo, và cho nên chị đó là những khuyến cáo rồi. Tới mở theo cho chị tới cái slide mà khuyến cáo chị định nhập viện cho mấy bạn. Ha, có những khuyến cáo chị định nhập viện nè, đó về nhà đọc thêm giùm chị nha. Rồi ví dụ có những khuyến cáo chị định thở cấp cứu luôn, được chưa? Chị định cấp cứu luôn. Rồi có những khuyến cáo về cấy máu làm sao, đó đó là những khuyến cáo, những cái mà mấy bạn sẽ đọc thêm giùm chị để nắm bài cho vững, nhớ chưa? Tại vì đó là những khuyến cáo cho nên chị không đưa vô cái bài chính đó. Rồi X quang phổi, về cái phần gala tới X quang đi trình. Đó, một số bạn sẽ hỏi chị ơi, X quang chụp khi nào, rồi cần chụp lại khi nào? Đây ha.
ví dụ như là theo dõi đó, cái slide nè, ít quan theo dõi thì chúng ta sẽ thấy không cần những trẻ đáp ứng tốt thì mình không cần phải chụp lại nha, được chưa? Cái gì những trường hợp đặc biệt như là không cải thiện tiến triển xấu gì đó chúng ta mới cần chụp lại thôi, và chụp lại trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm phổi thùy mà tái phát cùng một thùy, tái viêm phổi tái phát cùng một thùy chúng ta sẽ chụp lại sau 46 tuần, được chưa? Hoặc là xẹp phổi trong phim đầu tiên những bất thường giải phẫu hoặc là u hoặc là dị vật gì đó đó, rồi tới đó ha. Rồi mấy bạn có hỏi gì thêm không? Đó, cho nên là không phải là ôi viêm phổi chỉ là những triệu chứng đó thôi, mấy bạn thấy không? Đọc kỹ cái bài của chị thì khi đi lâm sàng mấy bạn cái gì mấy bạn cũng hiểu được hết á. Hiểu vì sao đứa này không cần chụp lại, đứa này tại vì sao phải chụp lại. Rồi trong lớp mình có hỏi gì không? Dạ chị ơi, trong cái đánh giá độ nặng viêm phổi á, nó có co lõm ngực thì chị nói trẻ là thường co lõm ngực, mà lỡ trẻ không co lõm ngực mà phập phồng cánh mũi hay là rút lõm cơ thượng đòn hay gì đó thì mình cũng xếp vô nặng hả chị? Thì đó, trong mấy bạn coi cái phần phân độ theo Tổ chức Y tế Thế giới đi, đó là sao? Nó chỉ nói có lóng ngực thôi chị. Rồi, còn nếu mà có những dấu hiệu suy hô hấp nặng khác thì mấy bạn thấy không? Nặng khác tức là gì? Gạch gù nè, tím nó trong con gạch không đúng được nó. Nặng khác tức là gì? Thở rơn ha. Thở rơn. Rồi phập phồng cánh mũi, đó là cái nặng khác rồi. Đầu tiên mấy bạn mới thấy chị nói sao? Co lõm ngực, thở nhanh trước đúng không? Thở nhanh không nổi nữa, bắt đầu co lõm ngực. Co lõm ngực tiếp theo không nổi nữa, gạch đầu gạch gù. Đó là nó sẽ nằm viêm phổi rất nặng. Nó sẽ nằm vô cái viêm phổi rất nặng, tức là dấu hiệu suy hấp nặng khác. Các bạn thấy không? Trong cái bảng viêm phổi WHO đó, Trình mở lại cái bảng đó cho mấy bạn đi. Đó, thấy chưa? Thấy cái dấu hàng cuối cùng chị ghi không? Dấu hiệu suy hấp nặng khác ngoài cái tim tái trung ương, đó là gì? Thở rơn, đó là hiệu suy hấp nặng khác, khác nặng hơn của là co lõm ngực rồi. Cái gì nữa? Gạch gù theo nhịp thở, được chưa? Hoặc là bệnh nhân ngưng thở gì đó, đó là những cái dấu hiệu nặng khác của suy hấp rồi ha, được chưa nhỏ? Dạ chị. Cho nên người ta viết, người ta viết rất rõ ràng cụ thể ra đó, chứ không có lập mờ cho mấy đứa đâu, thấy chưa? Rồi còn gì nữa không? Dạ chị ơi, chị cho ơi. Em hỏi ở điều trị mà trẻ nhỏ hơn 2 tháng á chị, điều trị kháng sinh thì khi mà mình trẻ có vấn đề với AMP hoặc là mình không có AMP hay sau đó thì mình mới thay thế Cefo đúng không chị? Đúng rồi. Thì đó là những lựa chọn của tụi em, nếu mà dưới tụi em không có Cefo, em thể xài những cái đơn giản của Emgenta, Michelin đối với trẻ sơ sinh hoặc là trẻ dưới 2 tháng tuổi đó. Còn nếu mà em có hoặc là nếu mà em có hoặc là em không cần dùng hai cái đó, em có thể dùng ngay cả Cefotaxim cũng được. Tại vì chủ yếu những em bé nhỏ dưới 2 tháng là chị đã nói là gì, ram âm, thì nên mới nói không, kháng sinh của nó chủ yếu đánh vô ram âm ha, ram âm liên cầu và ram âm, thì những thuốc đó sẽ đánh được liên cầu và ram âm. Dạ, nhưng mà em không hiểu là sao, ví dụ AMP là nó chỉ có hơn con Listeria thì sao mình không dùng AMP cộng Delta luôn mà mình phải kết hợp thêm Cefo nữa chị? À, trong những trường hợp, chị vậy vậy chị mới nói trong những trường hợp nặng đúng không? Trong cái điều trị, mở lại slide đó, thì tại vì á, AMP với trong những trường hợp nặng đe dọa nhiễm trùng huyết thì em cần phải kháng sinh dược tốt được cái con vi khuẩn nhiễm trong, tại vì trong em bé nhỏ mà nặng coi chừng là những có thể tới bao nhiêu phần trăm, tới khoảng 50-70% có thể là nhiễm trùng huyết rồi. Tại vì em bé nhỏ, mẹ em bé nhỏ dưới 2 tháng nó có bệnh cảnh như vậy đó, vô mà bệnh rất nặng, nghi ngờ khả năng nó vô nhiễm khuẩn huyết thì em sẽ dùng kháng sinh để em đánh được cái nhiễm khuẩn huyết
chị em không thể dùng kháng sinh mà chị lại đưa vô nhu mô phổi mà thôi. Dạ, được chưa? Ừ. Em cảm ơn chị. Rồi. Chị ơi, cho em hỏi. Theo cái guideline của WHO 2013 thì em thấy thì chị cũng phải chia ra là viêm phổi không nặng và viêm phổi nặng thôi. Nó là nên severe chị, thì em không biết là cái rất nặng nó nhập nhằng giữa cái nặng với rất nặng đó, em không có rõ lắm. Tức là sao? Tức là trong cái severe này. Dạ, ý em là giống như thở co lõm lồng ngực nó cũng có thể nằm, tức là cái những cái tím tái trung ương co giật không uống được. Nó là em sẽ xếp vào viêm phổi nặng luôn mà không cần rất nặng. Là hai loại thôi á chị. Cũng được, thì đó chị mới nói là cái chỉnh ở mức độ này tùy theo em tham khảo cái bạn nào, ở đâu, năm nào, tùy, chứ không bắt buộc. Ví dụ em nói đến đây em phân độ rất nặng vì lý do này, em phân độ rất nặng vì những lý do đều được hết, chứ không bắt buộc nha. Tại vì sắp những cái khuyến cáo nó sẽ thay đổi theo mỗi ngày, mỗi tháng, không bắt buộc tụi em. Dạ, cảm ơn chị. Quan trọng là cái nguồn em tham khảo nó ở đâu, có tin cậy hay không. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi còn ai hỏi gì thêm không? Ví dụ như em học MCI thì em sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái phân độ là viêm phổi nặng hoặc bệnh rất nặng mấy đứa sẽ học về cái phòng đó, đó. Có luôn ha. Thì tùy mấy bạn. Ví dụ em nói em chẩn đoán này theo phân độ này ghi ra năm bao nhiêu, hoặc là theo cái này của ai năm bao nhiêu. Rồi, vậy thôi ha, mấy bạn còn hỏi gì không? Thôi mình kết thúc nhé. Được chưa? Còn cái tình huống lâm sàng á chị. Ừ, tình huống lâm sàng đó ghi lại. Rồi đi lâm sàng chị sẽ hỏi lại cái phần đó. Dạ, dạ. Ừ. Rồi vậy ha mấy đứa ha, được ha Trình ha. Còn ai hỏi gì thêm không mấy đứa? Alo. Hiếu có hỏi gì không? Nguyễn Minh Hiếu có hỏi gì không? Trình đâu Trình? Chị ơi cho em hỏi một câu được. Dạ có em ạ. Rồi ai hỏi câu đi. Chị ơi cho em hỏi là trẻ này ví dụ trẻ vô mình có chỉ định cho thở oxy ban đầu là cannula thì mình theo dõi sau bao lâu và theo dõi em cho cái đúng rồi nào? Nó sẽ có một cái rồi câu này câu này cũng khá hay ha. Nó sẽ có một cái theo dõi oxy cannula thì thông thường em sẽ theo dõi trong vòng đầu tiên nhất 5 phút đầu tiên tới 15 phút và tới đa trong vòng từ 30 tới 1 giờ. Được chưa? 5 phút đầu tiên em thấy bệnh nhân đáp ứng bắt đầu vô, nó bớt kích thích rồi nè. Tốt quá, em theo dõi đạt được của em từ là từ 92-96% rồi nè. Ok. Rồi, em tiếp tục theo dõi trong vòng 15 phút nữa nó vẫn đạt được những cái điều đó tốt. Bệnh nhân bớt kích thích, nhịp thở bớt, SpO2 cải thiện. Khá hơn, tươi hơn, bớt khắp hơn. Được chưa? Rồi, tối thiểu của em tiếp sau là cái mốc tiếp theo em là từ 30 tới 1 tiếng sau mà em thấy ok tốt, giữ nguyên như vậy. Cho tới khi nào mục đích của em hoàn toàn ổn định, tức là nó sẽ có chỉ định ngưng oxy, bệnh nhân nhịp thở về bình thường, ăn uống bình thường, đúng không? Và em sẽ có cai oxy, em cũng phải cai y chang như vậy, tức là 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, ít nhất 1 giờ. Và em thấy em ngưng oxy mà bệnh nhân vẫn đạt được những cái điều kiện mà em mong muốn, hoặc được chưa, thì em sẽ cai. Còn nếu mà trong vòng tối đa từ 30 đến 1 tiếng mà bệnh nhân bắt đầu sẽ có tăng nhịp thở trở lại, SpO2 không đạt như mong muốn thì em sẽ thất bại với những liệu pháp oxy. Đó là chị đang nói về đáp ứng tốt và thất bại khi cai oxy. Còn khi bệnh nhân thở oxy mà không đáp ứng tốt, tức là ít nhất trăm năm, em thấy bắt đầu nổi tiếng rồi mà bệnh nhân vẫn còn bức rứt quá, thở vẫn còn lõm ngực, SpO2 thì cứ 80-90 không đạt, đúng không? Thì em sẽ phải thất bại với cái liệu pháp oxy đối với cái mức thở lên lít tối đa rồi nha. Thì em sẽ chuyển sang cái NCPAP
hoặc là em phải tìm nguyên nhân vì sao ngoài ghi viêm phổi có đúng hay không, được chưa? Đó thì em sẽ, thì nếu mà em đã đúng hết rồi đi mà nó chỉ cần cái hỗ trợ cái oxy thôi trong viêm phổi thôi, thì có thể em sẽ phải dùng tới cái hỗ trợ áp lực là CPAP. Bởi CPAP mà còn không được nữa, em thấy một tiếng sau nó ngưng thở vậy đó, ngưng thở rồi siêu hấp nặng hơn, rồi bắt đầu ly bì lơ mơ gì đó, thì có chừng em phải đặt nội khí quản, hiểu không? Đó là các cái mốc em là 5 phút, 15 phút, nửa tiếng tới 1 giờ. Mà nó ổn thì em sẽ ổn luôn. Rồi khi em đạt được mục tiêu điều trị của em rồi, bắt đầu em sẽ cai, thì em cũng các mốc đó. Mà nếu nó không ổn thì em cũng phải đổi sang các cái bước tiếp theo của em. Chứ không phải em cho thở oxy là em đi ăn trưa, ăn tối gì đó tới cả tiếng xong mới qua lại bệnh nhân của em nó tím lè luôn ha. Em phải theo dõi như vậy. Rồi, được chưa? Vậy được ha. Trình xong ha, Trình ha. Dạ. Rồi, còn câu hỏi nào nữa thì các bạn cứ gánh neo hoặc là khi đi lâm sàng hỏi tiếp, được không? Rồi, vậy mình nghỉ nha mấy bạn. Dạ, cần gì? Ừ, trời ơi, dạ. Có gì đâu. Có cần gì hỏi thì hỏi tiếp. Khi hỏi tiếp trong, khi nào gặp chị hỏi tiếp nha. Cảm ơn chị.